Bổ sung canxi cho trẻ đang là nhu cầu thiết yếu của mọi gia đình. Hiện nay canxi hữu cơ đang là loại canxi được các mẹ lựa chọn để sử dụng cho em bé nhà mình. Vậy canxi hữu cơ là gì? Canxi hữu cơ có những công dụng như thế nào đối với cơ thể và sự phát triển của bé? Hãy cùng tôi tìm hiểu tất cả những điều đó qua video này nhé. Canxi hữu cơ là gì? Canxi hữu cơ là canxi tự nhiên được cấu thành từ ion canxi, an toàn với cơ thể và dễ dàng hấp thu canxi hữu cơ không có mùi khó chịu như canxi vô cơ và không gây táo bón cho trẻ vì thế canxi hữu cơ luôn được lựa chọn để bổ sung cho trẻ có thể hấp thu được tối đa nhất canxi hữu cơ có trong những thực phẩm nào có nhiều loại thực phẩm chứa canxi hữu cơ cụ thể như sau canxi hữu cơ có trong các loại hạt như hạt chia hạt vừng phô mai là thực phẩm rất giàu canxi Sữa và sữa chua, ngoài dồi dào canxi thì sữa chua còn chứa rất nhiều lợi khuẩn giúp cho đường tiêu hóa phát triển toàn diện. Cá mòi, cá mòi rất giàu canxi. Đặc biệt xương cá mòi mềm có thể ăn được. Các loại đậu, đậu là một trong những thực phẩm chứa protein từ thực vật và giàu canxi. Ngoài ra trong các loại đậu còn có sắt, kẽm, kali, maji Hạnh nhân, hạnh nhân được biết đến là một loại hạt rất giàu canxi. Khoảng 22 hạt hạnh nhân thì sẽ cung cấp đến 8% nhu cầu canxi cho cơ thể. Các loại rau lá màu xanh, những loại rau lá màu xanh đậm cũng có chứa canxi. Trứng, lòng đỏ trứng chứa nhiều canxi. Trứng còn là nguồn dinh dưỡng đơn giản dễ kiếm mẹ có thể lựa chọn cho bé nhé. Đậu nành, đậu nành chứa nhiều canxi, mẹ có thể bổ sung qua nước đậu, tàu phớ hay đậu phụ cho bé. Còn rất nhiều loại thực phẩm khác nhau chứa canxi. Vì thế nếu chế độ dinh dưỡng của bé được nạp canxi mỗi ngày thì mẹ sẽ không cần lo con thiếu canxi nữa mẹ nhé canxi hữu cơ nên được bổ sung như thế nào để phát huy tác dụng tốt nhất? Những ưu điểm của canxi hữu cơ là Dễ tan, hấp thụ tốt hơn các loại canxi vô cơ khác. Cấu trúc tương thích với cấu trúc canxi ở trong cơ thể. Không gây táo bón. Không gây lắng động, sỏi thận. Dễ uống hơn, mùi vị dễ chịu hơn. Canxi hữu cơ là dạng canxi cơ thể hấp thu được và không gây lắng động tại thận gây ra táo bón. Vì thế, sử dụng canxi hữu cơ giúp bé hấp thu tốt hơn có nhiều chất có khả năng tăng khả năng hấp thu canxi. Ví dụ như vitamin D hay K2. Vitamin D3 giúp cho tăng cường hấp thu canxi. Vitamin D3 tạo ra các nguyên bào ở ruột giúp tăng tái hấp thu canxi ở thận và giúp tăng canxi hóa sụn xương. Giúp cho xương phát triển dài ra. Nếu mẹ chỉ bổ sung đơn độc canxi thì bé chỉ hấp thu được 10% lượng canxi được bổ sung thôi nên bổ sung kèm vitamin D3 là một giải pháp tốt để con lấy được nhiều canxi hơn. Bên cạnh đó, khi cơ thể chỉ có vitamin D3 mà không có vitamin K2 thì canxi không đi vào được xương. Vitamin K2 giúp canxi vận chuyển vào xương một cách hiệu quả nhất. Vitamin K2 và vitamin D3 là một bộ đôi giúp vận chuyển canxi vào xương hiệu quả. Vì thế nên các sản phẩm canxi hiện nay mới xuất hiện bộ 3. Canxi, vitamin D3 và vitamin K2. Vậy mẹ có thể bổ sung canxi cho bé theo công thức sau, canxi hữu cơ kết hợp với vitamin D3 và K2. Canxi nếu sử dụng đơn độc thì khả năng canxi vào được xương là vô cùng ít. Vì thế khi bổ sung canxi cho bé mẹ nên chú ý bổ sung thêm D3 và K2 cho trẻ. D3 có tác dụng đưa canxi vào máu nhiều nhất, sau đó canxi từ trong máu sẽ được K2 đưa vào xương một cách tối đa. Tăng cường sự hấp thu canxi cho cơ thể. Vậy canxi hữu cơ loại nào tốt trên thị trường có rất nhiều loại canxi hữu cơ tốt cho bé. Trong đó có Amoma canxi umkit. Với thành phần gồm có canxi chiết xuất từ sữa giúp bé dễ dàng hấp thu được lysine, kẽm gluconat, vitamin D3, vitamin K2 hay còn gọi là MK7. Công dụng của Amoma canxi umkit là bổ sung canxi từ sữa, vitamin D3 và vitamin K2, giúp xương và răng chắc khỏe. Hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đối tượng sử dụng: Trẻ còi xương chậm lớn, trẻ đang trong giai đoạn phát triển, trẻ đang có nhu cầu bổ sung canxi. Cách sử dụng: Uống mỗi lần 10ml, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Xé gói dùng trực tiếp hoặc đổ ra cốc và dùng sau khi ăn. Sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật? Cung cấp canxi từ sữa, đây là loại canxi dễ dàng sử dụng, không gây cảm giác khó chịu khi uống cho bé và không gây táo bón. Bổ sung thêm D3 và K2 tăng cường hấp thu canxi từ máu vào xương. Có thêm lysine là một axit amin cần thiết cho cơ thể. Lysine cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải cung cấp từ bên ngoài. Cũng giống như vitamin D3 thì lysine cũng là một chất dẫn truyền. Vì vậy, bổ sung lysine ngoài tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng còn giúp tăng cường vận chuyển canxi vào máu tốt hơn. Như vậy, những chia sẻ của tôi đã phần nào giúp cha mẹ hiểu được canxi hữu cơ loại nào tốt để bổ sung cho trẻ. Bên cạnh đó, hãy chú ý cung cấp thêm vitamin D3 và MK7 để con hấp thu canxi được tối đa nhé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.